Just
Yeah. Tú nhồi bật đi đi chia tú nhồi con phơm đi cái bên này mặt phơm chứ nhồi chị có bay nè biết bay như thế chứ đấy đi sang chị không chồng lên na cái đồ lý rồi đồ bị gãy rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.